Hương giải thoát giải thoát na chi kiến na đại minh sáng cơ trùng pháp giới cúng dường na chư Phật khắp mười phương nam mô Bồ Tát hương cúng dường nam mô Bồ Tát hương cúng dường na nam mô Bồ Tát hương nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay ngày mùng 8 tháng Chạp năm Tân Sửu là ngày hướng tâm về Nam Bảo Hoa Quy Phật.
Thank you.
Thank you.
dựng để xem xét tình trạng để cho mình có Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Các đại chúng linh kính bạch quý thầy, quý cô cùng toàn thể quý thiện nam thiện nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta cùng đầy đủ duyên lành được về đây ngồi trong khi mà đọc về cuộc đời
sáu năm khổ hạnh trốn đường dài, có ai bằng sĩ đại ta, chi hóa thiên bay xương phủ áo, hiu lầm kề bộ trí tinh hoa. Tức là cũng gọi là cái từ thì Đức Phật đã một mình một tự mình, và những cái này chúng biết văn nguyên thủy và biết văn là hai hàng đã cho biết rằng là có cái lúc ngày kể lại là cái lý thú ở trong rừng của ba con rất là một rừng lâm của ngày dành đến đấy, nhưng mà có một cái quyết tâm kiên cường cho nên ngài đã chuyên tâm thiền định và những con thú vật như là loài chim nó từ nó bay trên nó đọt trong tay ngài chim hót trên vai xương phủ áo hiu con hiu nó gửi ra là cổ gỗ nằm ở trên chân của ngài của phụ hiu nằm kề cổ tuyết đơn hoa. Tức là quý vị hình dung rằng là ở Ấn Độ khi mà tôi có chuyển qua là lúc đó là năm độ mà quý vị ở đây thì chúng ta phải dưới năm âm từ không có năm độ và ngày mà ngồi hiền thì không được sống. Có thể chúng ta thấy rằng là sự hy sinh của Đức Phật từ ngày mà từ những người thân thiết và cả cơ thể của mình, những cái tôn hy sinh không biết là gì để tìm cầu giác ngộ, để giác ngộ viên mãn. Thì chúng ta thấy là ngài khi mà xuất gia thì ngài cũng chứng kiến cảnh già bệnh chết về ngày chân trở cô chúng ngài xuất gia tìm đạo. Thì cơ thể chúng ta là cái hình ảnh già bệnh chết là cái hình ảnh gì trong mỗi ngày, nhưng mà rất nhiều người cơ thể chúng ta thấy hình ảnh đó họ không có rung động, họ thấy những chuyện bình thường là chúng già bệnh chết, nhưng thái tử Siddhartha không phải như vậy. Tức là khi nhìn thấy người già người bệnh người chết là ngài nghĩ thức tỉnh nghĩ giác ngộ và rời tất cả những cái gì ở thế gian cho nó cao quý, ngài đi tìm con đường giác ngộ giải thoát và cuối cùng thì Đức Phật đã giác ngộ viên mãn. Ban đầu là ngài giác ngộ vô thường, cuối cùng là ngài giác ngộ viên mãn. Cho nên những cái con Phật đó một công hiệu đó là vô thường nhân đạt thánh giác. Tức là sự giác ngộ của Phật là liên tục không có một chút sát na kẻ ở sinh tồn. Còn chúng ta thì được gọi là Phật giác. Tức là có lúc mình thiền tọa, có lúc tâm mình thanh tịnh, tỉnh sáng thì mình giác ngộ. Nhưng mà sau đó thì những cái tập khí, những cái thói quen, những cái ý nghĩ, ý tưởng, ý niệm bắt đầu nó có mặt. Cũng giống như là khi sông bè một dài ra một chút thì mình thấy đây là sông, nhưng mà chút xíu bè một là tiến lại thì chúng ta cũng vậy. Tức là có những lúc thì tâm mình thanh tịnh, tỉnh sáng giác ngộ một chút, nhưng mà sau đó thì những tập khí, những cái ý niệm, ý nghĩ, ý tưởng nó lùa về, nó che mất cái tâm thân để cảnh sáng. Cho nên mình người gọi là Phật giác. Còn Đức Phật là vô thường tịnh đại thánh giác, có nghĩa là sự giác ngộ viên mãn toàn đời. Đó là hai điều mà chúng ta chia sẻ với nhau. Và điều thứ ba rất là quan trọng, chúng ta thấy là cái nguyên thủy
để chúng ta phải đáp đền Đức Phật bằng cách gì? Đức Phật mong muốn chúng ta sống an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Cho nên Ngài ra đời và Ngài quyết tâm để thành tựu đạo quả. Thì như vậy chúng ta cũng phải đền Đức Phật bằng cách là phải tu tập để cho mình có được sự an lạc. Kỳ tu đó, thưa đại chúng, là cái nền tảng nhất Đức Phật dạy là mình phải chế tác, phải vun bồi, phải thực tập để cho mình có được sự an lạc trong đời sống hiện tại. Cũng như là chúng ta ngồi đây mùa dịch mà mình còn có nhân viên được ngồi đây thì là phải nhắc đến một niềm an lạc, và càng an lạc hơn nữa thì là chúng ta được kính mừng kính lễ Đức Phật Thành Đạo, ngày đem giáo pháp đem kinh nghiệm của Ngài ra để hướng dẫn cho chúng ta. Cho nên là cái niềm an lạc mà Đức Phật mong muốn chúng ta là mỗi ngày, mỗi lớn lên, mỗi tăng trưởng. Và Đức Phật khuyên là gì? Tức là thế gian thì người ta là vui và thích chìm trong dục lạc. Và Đức Phật cho biết rằng là cái dục lạc là nó khiến cho con người không bao giờ bị nhàm chán. Thưa đại chúng, ngày hôm trước tôi có đọc một cái thông tin ở bên Phú Thọ, có những người họ ngồi những cách mạng phong mạng cả nghìn tỷ thì mình thấy chúng ta cũng không biết. Nhưng mà vừa qua thì tôi lại biết ở trong Việt Nam là có những người tham gia những cách mạng 6.000 tỷ. Thưa đại chúng, thì như vậy đó là trong tài khoản của họ ít ra cũng phải có 7.000 tỷ. Và 7.000 tỷ thì thưa đại chúng là họ sống một cách bình thường cả cuộc đời với những con cháu họ chưa biết, nhưng mà họ nhìn được đâu. Cho nên Đức Phật nói rằng là cái dục lạc là người ta không bao giờ bị nhàm chán. Và Đức Phật cho biết là gì? Là từ cái dục lạc đó mà vua quan và lâm môn, cha con, anh em, bạn bè có thể tàn sát giết hại nhau vì cái dục lạc, tức là tàn sát nhân thực vật. Để Đức Phật cho biết là cái gì? Nếu mà chìm trong dục lạc thì nó sẽ đưa đến là nói ác, làm ác, suy nghĩ ác và đẩy những người đó vào ba đường ác. Cho nên Đức Phật khuyên là gì? Mình phải hiểu về dục lạc, rồi biết rõ về dục lạc, và cũng phải từ từ xa về dục lạc để chi? Để có an lạc. Đức Phật khuyên là mình phải có an lạc. Rồi thêm nữa là gì? Là tịnh lạc. Tịnh lạc thì là tâm hồn nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó trong veo, cho nên mình có an lạc. Rồi chúng ta theo lời Đức Phật dạy, chúng ta thiền tọa để mình có thiền lạc. Có thiền lạc là gì? Cái tầng thiền thứ nhất Đức Phật đã hướng dẫn, tức là mình rời xa những cái dục lạc, từ bỏ những cái ác pháp, thì tâm hồn mình đã có được niềm vui vị lạc. Tức là ngày duyên là phải có được cái niềm an thiết nhất để mình tiến đến cái đạo. Rồi thực tập nhiều hơn để chúng ta có được cái niềm an sâu hơn. Đây là trong thất thiết chi thì gọi là thiên an thiết chi. Và cái cuối cùng là gì?
vị thưa đại chúng này, mình nhớ ơn Phật, mình biết được hy sinh cao quý của Đức Phật, và Đức Phật chỉ mong muốn một điều là gì? Làm sao cho con người sống an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Và cho nên nếu mà chúng ta sống an lạc mỗi ngày là chúng ta đang về Đức Phật. Cũng giống như là bố mẹ chịu cực chịu khổ, chỉ mong muốn là gì? Con nó ngoan, nó giỏi, nó thành đạt. Thì Đức Phật cũng vậy. Thế là Ngài hy sinh cả cuộc đời của Ngài và vô lượng kiếp với cái bi nguyện là mong muốn cho mọi người sống an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Cho nên hôm nay chúng ta về thiền viện trong mùa dịch, đó là một cái dịp phúc. Và thứ hai là chúng ta được cùng nhau kính lễ, kính mừng, hân hoan, mừng Đức Phật thành đạt. Vì có ngày Đức Phật thành đạt thì chúng ta mới được dựng vào tăng đoàn, đi đoàn, và các Phật tử mới là yêu mật tắc như vậy. Thế còn nếu như Đức Phật ra đời mà ngày không thành đạt thì chúng ta sẽ không có mặt như ngày hôm nay, và chúng ta là ngày cũng có duyên được gặp Phật pháp, và rồi cuộc đời này cứ thế trôi theo cái dòng thế tục, và niềm đau và đau khổ không thể tránh khỏi. Cho nên hôm nay là cái ngày thành đạo, là một cái ngày rất là trọng đại trong đạo Phật, và chúng ta được ngồi lại với nhau tụng những thầy kinh, rồi chúng ta dâng lên cái niềm tri ân đối với Đức Phật. Ngài đã hy sinh ngai vàng điện ngọc, hy sinh cả thân mạng, và không phải hy sinh cho một đất nước Ấn Độ mà là hy sinh cho muôn loài. Chư thiên khi mà ngũ sư tướng hiện sắp hết ấy, cầu Đức Phật cứu giúp, Ngài vẫn trải lòng từ để cứu giúp. Và cho nên chia sẻ điều này để chúng ta hiểu được ý nghĩa Phật thành đạo. Chứ mình đến thiền viện không phải là đọc kinh không, mà chúng ta còn phải hiểu được cái ý nghĩa mà cái ngày chúng ta đến. Là ngày hôm nay là ngày Phật thành đạo, cho nên niềm tri ân với Đức Phật vì Ngài hy sinh cuộc đời của Ngài quá là cao cả. Và cái sự mong muốn của Đức Phật là muốn chúng ta sống an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Cho nên là dù là hàng xuất gia, hàng tại gia thì cũng vậy, Đức Phật đều mong muốn chúng ta từng ngày sống thật là an lạc. Cho dù cuộc đời có thay đổi, nhưng mà cái niềm an vui, cái niềm an lạc và cái niềm tri ân đối với Đức Phật, đối với chúng ta là không bao giờ phai nhạt. Thì xin phép được thưa đến những cái điều chính yếu trong ngày lễ Đức Phật thành đạt. Xin phép dừng ở đây, xin cảm biệt đại chúng đã lắng nghe.